Mình sẽ demo luôn với các bạn một cái phương pháp rất là đơn giản để các bạn có thể là đi tìm hiểu thị trường, đi spy đối thủ và chúng ta có thể là spy cả khách hàng nữa. Phương pháp này mình nghĩ rằng là hầu hết anh em đều thể làm được. Cách làm nó đơn giản thôi, rất là thực dụng. Ví dụ này nhé, bước một các bạn sẽ làm, đúng không? Mình gọi đây là phương pháp spy gián điệp. Bạn sẽ làm cho mình như sau. Các bạn sẽ tạo cho mình cái profile mới. Nếu như mà trong trường hợp mà các bạn mà làm profile mới mà các bạn sẽ gặp vấn đề khó khăn trong việc tạo nick mới, các bạn tạo cho mình cái fanpage mới và đặt tên theo chủ đề. Đặt tên chủ đề anh em nhé. Được chưa? Sau khi các bạn đặt tên theo chủ đề xong, sau khi bạn đặt tên theo chủ đề xong, các bạn sẽ làm cho mình việc như sau. Ví dụ, bây giờ các bạn làm về đây nhé. Ví dụ, bạn sẽ ví dụ như là về về nông nghiệp, đúng không? Thì ngay tức các bạn sẽ làm cho mình những cái việc như sau. Đây, đây là một cái đơn vị mà các bạn sẽ nhìn thấy rằng là đang được đề xuất nhé, đang ăn ăn đề xuất này. Ủa sao sang sang nick khác rồi? Đây anh em này, đấy đang ăn đề xuất rất là mạnh nhé. Đấy, phép này mình đang ăn đề xuất đấy. Thì bây giờ mình sẽ start như thế nào? Mình sẽ làm đơn giản thôi, làm cực kỳ đơn giản. Đầu tiên bạn sẽ xác định cho mình, sẽ xác định cho mình đó là cái định dạng nội dung mà bạn định spam. Ví dụ bạn làm định dạng nội dung là video, hay là ví dụ bạn làm định dạng nội dung là ảnh, ví dụ bạn làm định dạng nội dung văn bản, được chưa? Bạn chọn. Ví dụ như mình hay chọn định dạng nội dung là video. Được chưa các bạn? Thì mình sẽ làm như sau. Đầu tiên, mình sẽ vào mục video. Vào mục video, sau đó mình sẽ gõ từ khóa. Đấy. Sau khi mà bạn vào định dạng nội dung thì bạn sẽ gõ cho mình những từ khóa. Này. Hoặc là bạn sẽ tìm cho mình những cái từ khóa đối thủ. Sau khi bạn vào những từ khóa ngành, từ khóa đối thủ này, các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ hiện ra rất là nhiều những cái nội dung, những cái từ khóa liên quan đến cái ngành nghề mà các bạn đã kinh doanh. Thì bạn sẽ làm như thế nào? Đầu tiên bạn sẽ bấm like, hay bình luận. Sau đó bạn sẽ comment cái gì đấy gây chú ý. Ok chưa? Sau khi các bạn tương tác này rồi này, các bạn bấm cho mình vào lưu video và bạn tạo cho mình bộ sưu tập. Ví dụ như đây là máy bạn tạo, bạn làm lặp đi lặp lại. Làm lặp đi lặp lại. Tương tác này, like này, comment này, lưu video, lưu với tên mục phù hợp. Các bạn làm lặp đi lặp lại cho mình.
Sau khi các bạn làm lặp đi lặp lại việc này, các bạn sẽ nhìn thấy về trang chủ của nó. Về trang chủ. Chưa? Lúc này nền tảng nó sẽ bắt đầu đề xuất cho bạn những cái nội dung. Đề xuất cho bạn những nội dung. Và những nội dung này hoàn toàn là liên quan đến những cái chủ đề mà bạn lưu lại. Bạn lưu chủ đề càng nhiều thì những cái nội dung nó đề xuất càng nhiều. Như các bạn nhìn thấy đấy, ở bình thường ra phần bảng tin anh em mình đa phần đều là ảnh với cả text đúng không? Thì ở đây nó sẽ chỉ có những cái nội dung liên quan đến rất nhiều nội dung liên quan video, bởi vì mình lưu video rất là nhiều. Sau đó thì bạn gõ những cái tìm kiếm như thế xong thì tìm các cộng đồng, tìm các cộng đồng liên quan này. Và một trong những cái phương pháp để có thể kéo được một cái lượt tương tác rất là nhiều đó là tư duy ngược. Ví dụ bán, nếu như mà người bán đông hơn thì bạn vào hỏi mua đúng không? Hay ví dụ đây là group chia sẻ kiến thức, nếu ở đó người chia sẻ đông hơn thì các bạn vào hỏi kiến thức. Nếu như ở đó mà là người mắc đông hơn, các bạn vào chia sẻ kiến thức. Thì ngay lập tức các bạn sẽ có được một cái lượng tương tác rất là nhiều và một lượt follow rất là nhiều. Đây là một cái mà rút ngắn. Thì khi các bạn vào trong những cái từ khóa mà có lượt tương tác lượt lưu video này thì hầu hết tất cả những cái nội dung mà bạn hiện trên phần bảng tin ấy 100% nó sẽ liên quan đến ngành nghề của bạn. Và như bạn nhìn thấy nhé, cứ cái gì không phù hợp thì bạn bấm ẩn đi, cái gì mà phù hợp thì bạn lưu lại. Bạn làm lặp đi lặp lại. Sau một thời gian bạn làm lặp đi lặp lại như vậy thì mình đảm bảo với các bạn là phần bản tin các bạn nó sẽ tràn ngập tất cả những cái thông tin liên quan đến ngành nghề của bạn. Chỉ còn những thông tin liên quan ngành nghề thôi. Ví dụ như đây là cái group này là group phù hợp đúng không? Nhưng mà nội dung đang không phù hợp, anh em mình bấm ẩn đi. Bấm ẩn đi. Cứ nội dung nào của bạn thì bạn tương tác. Nội dung nào không phải của bạn thì bạn ẩn đi. Bạn cứ làm lặp đi lặp lại điều này cho mình. Thì hầu hết cái phần bảng tin này của anh em dần dần nó chỉ còn những cái nội dung phù hợp thôi. Nó không còn những cái nội dung không phù hợp nữa. Và nó sẽ tiết kiệm thời gian cho bạn rất là nhiều. Tiết kiệm thời gian bạn nhiều lắm. Anh em nhìn không? Mình cứ lướt 2-3 nội dung thì nó lại ra một cái nội dung phù hợp rồi. Đúng không ạ? Thì đây là một trong những phương pháp để bạn có thể đi đi gián điệp được, làm gián điệp nghĩa là biết ngay tình hình thị trường như thế nào. Biết ngay tình hình thị trường như nào.